Cái bóng tập bơi à? Bỏ con suối to ta lại đi vào con suối nhỏ. Đâu mà đâu? Con suối bé này à? Đấy, chẳng trước khuất mắt chung coi thôi. Để chung chung coi. Chỗ nào là như chỗ nào? Dự đoán trước tình hình mà này. Thôi ở đây thôi. Ôi trời ơi. Chỗ này nó thằng lông này, đúng cái chỗ khô của nó lông. Được rồi, chú bảo nó thích cái mỉ đấy kia. Ôi chị Trang, cái này ôm cái gậy làm gì, bỏ quậy ra. Nó chọc con người chứ. Vâng. Ra đấy vịt đấy. Nước vịt ngứa lắm. Nước vịt nó ngứa hơn cả cái con bọ chó đấy đốt. Ngày xưa mình. Ngày xưa đi mỗi lần đi làm ruộng mà phải đến mùa mà họ thả vịt thì phải hàng váy tang nó không khỏi. Giống mẹ suốt trèo thuyền vậy.